Bốn việc lãng phí nhất đời người ai cũng đang mắc phải. Thứ nhất, phiền muộn. Trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta vẫn đang tự làm khó bản thân, khiến mỗi ngày trở nên căng thẳng, phiền muộn và lo lắng. Và điều này chỉ khiến cho bản thân ta cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng tích cực. Trong cuộc sống này, luôn luôn có biến cố, có khó khăn, thử thách, chẳng ai có thể đoán biết trước tất cả. Vì thế, thay vì khiến bản thân tiểu tụy lo âu, chẳng thà chúng ta giải phóng bản thân để mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng, thong thả. Hãy cứ thuận theo tự nhiên, thản nhiên đối mặt với mọi việc trong cuộc sống. Đừng để ưu sầu bủa vây, trói buộc thể xác và nội tâm chúng ta. Thứ hai, oán trách. Oán trách thực ra không mang lại bất cứ lợi ích gì. Nó chỉ khiến chúng ta không thể nhận ra vấn đề của bản thân, không ý thức được sai lầm của chính mình. Gặp chuyện không hay, việc đầu tiên là trách cứ người khác. Gặp chuyện không thuận lợi, việc đầu tiên là oán trách điều kiện khách quan. Đây là thái độ sống vô cùng tiêu cực và bị động, là một biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm. Người thông minh sẽ hiểu ra rằng họ cần phải tự phản tỉnh, tìm ra đáp án từ chính mình, chứ không đổ lỗi hay thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chỉ khi đối mặt với các vấn đề gặp phải trong cuộc sống bằng thái độ tích cực như vậy, chúng ta mới có thể chững chạc hơn, rút ra được bài học và tích lũy thêm kinh nghiệm sống để cuộc sống hiện tại và sau này của chúng ta ngày càng thuận lợi. Thứ ba, so sánh. Trong cuộc sống, bản thân mình cảm thấy vui hay không vui, thỏa mãn hay không thỏa mãn, hạnh phúc hay không hạnh phúc mới là điều quan trọng. Đừng để bản thân mình phải sống trong trạng thái luôn luôn so bì hơn thua với người khác. Cũng đừng vì người khác mà khiến cho bước chân của mình bị cản trở. Mỗi người đều có cơ hội và phúc phận của riêng mình, đồng thời cũng sẽ gặp phải sóng gió trong cuộc sống. Đừng đem vinh hoa và thành công của người khác ra so sánh, để rồi giày vò bản thân. Cũng đừng mù quáng tùy tiện mô phỏng, bắt chước phong cách sống của người khác mà quên mất đam mê theo đuổi ban đầu của mình. Thứ tư, bất mãn. Một cuộc đời chỉ chất đầy những oán trách sẽ ngày càng rời xa và cuối cùng là mất đi niềm vui thực sự. Bất mãn với môi trường xung quanh, với người khác, với hiện thực và cuối cùng là bất mãn với lựa chọn và quyết định của mình. Thái độ sống này sẽ làm suy yếu sức chiến đấu và nhiệt huyết của bạn, cản trở bước chân tiến về phía trước của bạn và đẩy bạn rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó có thể tự thoát ra. Hãy thử để dũng khí của bản thân thản nhiên đối mặt với những sóng gió của cuộc đời, chấp nhận mỗi quyết định mà bản thân mình đưa ra. Cho dù quá trình này có nhiều gian khổ, chúng ta cũng không nên dễ dàng từ bỏ, càng không nên dậm chân tại chỗ để cuối cùng lại bất mãn với chính mình. Có người nói với tôi rằng chỉ cần bạn còn sống, bạn phải chăm sóc tốt những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đừng để chúng trôi đi dễ dàng, đừng để lãng phí, nếu không, bạn sẽ hối hận cả đời. Nếu một người không biết cách trân trọng, họ không xứng đáng được sở hữu. Nếu họ không biết cách nắm bắt, họ sẽ sớm thua cuộc. Để cho cuộc sống của chúng ta bớt hối tiếc, chúng ta phải suy nghĩ về điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là gì và đừng lãng phí nó. Cuộc đời mỗi con người chúng ta đều có 3 điều này, đừng nên phung phí. Thứ nhất, sức khỏe của chính bạn. Người xưa có câu, sức khỏe là vàng, tiền bạc là quan trọng, nhưng sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành từng cho biết, ông coi sức khỏe là ưu tiên số 1 trong cuộc sống, sự nghiệp và gia đình, hay danh tiếng là những con số 0 đằng sau số 1 đó. Vị tỷ phú nhấn mạnh, sức khỏe giống như một con đập, nếu đợi nó sắp sập rồi mới tìm cách khắc phục, thì dù có tiêu tốn bao nhiêu sức lực và của cải cũng không thể cứu chữa được. Tỷ phú Warren Buffett cho rằng,
Trong các khoản đầu tư vào sức khỏe, tri thức cho bản thân là loại đầu tư mà chắc chắn bạn không bao giờ lỗ vốn. Một người dù có lý tưởng, hoài bão lớn đến đâu, dù tài giỏi bao nhiêu, tài sản khủng thế nào, nếu không có sức khỏe thì mọi thứ sẽ dần trôi về con số không tròn chỉnh. Thứ hai, lòng tin. Lão Tử có câu, nhân vô tín bất lập, nghiệp vô tín bất hưng, nghĩa là con người muốn lập thân, muốn có chỗ đứng trong xã hội, lập nên công danh sự nghiệp hay làm ăn phát đạt thì đều phải trọng chữ tín. Chữ tín của một người là vô cùng quan trọng. Khi bạn khiến người khác mất niềm tin vào mình, tức là bạn đã đánh mất những giá trị nền tảng đạo đức, nhân phẩm của mình trong mắt đối phương. Đánh mất cơ hội được đón nhận, tin tưởng mà người khác dành cho mình. Vậy nên, dù thế nào cũng đừng bao giờ phung phí lòng tin của người khác dành cho bạn. Hãy đối xử tử tế, chân thành với người khác và đừng phụ lòng tin của họ. Nhờ thế, bạn sẽ tiến xa hơn. Đừng quên rằng một lần bất tín, vạn lần bất tin. Thứ ba, tiền bạc. Có rất nhiều người lúc nghèo khổ thì không nói, bỗng dưng giàu có phất lên thì lại sống xa hoa, không biết tiết kiệm. Để rồi sau thời gian thì tiêu hết tiền, cuộc sống lại trở về với cái nghèo đói khó khăn. Thế mới nói, một người quá phung phí, không biết quản lý tài chính thì có bao nhiêu tiền cũng không đủ. Phung phí nhiều thì nghèo lại hoàn nghèo mà thôi. Việc quản lý tiền bạc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đều quay quanh đồng tiền. Thế nên bạn không quản lý được tiền bạc đồng nghĩa với việc bạn không thể nào có được cuộc sống yên ổn. Chính sự phung phí trong tiền bạc sẽ khiến bạn trả cái giá đắt. Chỉ có người sống tiết kiệm, biết quản lý tiền bạc mới có thể sống tốt nhất. Thứ tư, thời gian. Trên đường đi, điều cuối cùng chúng ta mất là thời gian. Nó hoàn toàn không có mặt và vô tình làm cho chúng ta đi qua từng tuổi một, năm này qua năm khác. Không cớ cách nào chúng ta chiến đấu với thời gian. Đứng trước thời gian, chúng ta quá tầm thường. Thời gian không chờ đợi con người, thời gian không tha thứ, thời gian là quý giá và không thể lãng phí. Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn luôn mong muốn lớn lên. Khi bạn lớn lên, bạn không muốn phát triển quá nhanh. Nhưng thời gian sẽ không dừng lại với chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải trân trọng thời gian, nắm bắt từng phút và từng giây và làm những gì chúng ta muốn làm. Thời gian đang trôi đi, chúng ta phải sống tốt, chúng ta có thể làm việc chăm chỉ, chúng ta không được lãng phí, chúng ta có thể tuyệt vời, chúng ta không được tầm thường. Thời gian không thể đủ khả năng để phô trương và sau đó nó đã qua đi trong một đời. Hãy coi thời gian như kho báu, trân trọng cuộc sống và sống hạnh phúc mỗi ngày. Đừng bỏ qua khoảng thời gian tuyệt vời này. Một tỷ phú giàu nhất thế giới khi đối mặt với cái chết cũng không thể mua thêm một giây để sống. Vậy mới thấy thời gian là vô giá. Song có lẽ vì không có một cái giá cụ thể nên hầu hết mọi người chẳng ý thức được thói quen lãng phí thời gian của mình. Tới khi nhận ra thì chẳng thể cứu vãn. Thứ nhất, suy nghĩ quá nhiều về những phản hồi tiêu cực. Một xu hướng của bộ não là thích đổ lỗi hoặc thích được nhìn thấy ai đó phạm lỗi, đặc biệt là chính mình. Khi nhận được phản hồi tiêu cực, thói quen lãng phí thời gian này khiến bộ não ca cầm. Việc đắm chìm trong cảm giác tội lỗi hoặc cho phép bộ não ca cầm cũng chẳng ích gì. Cách tốt nhất để cứu vãn bản thân ra khỏi cái đầm lầy tiêu tốn thời gian ấy là rút kinh nghiệm và hành động. Hãy nhớ, cứ mỗi phút bạn đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực, bạn mất đi 60 giây để cứu vãn tình hình. Thứ hai, cố gắng thay đổi thói quen xấu của một ai đó. Thay đổi bản thân đã khó lắm rồi, vậy thì bạn làm ơn đừng lãng phí thời gian thay đổi ai đó. Sự thật là bạn chẳng bao giờ có thể thay đổi được ai, trừ khi họ tự quyết định mình phải thay đổi. Đó là lý do dù bạn có đốc thúc, có nhắc nhở, mấy hôm sau đâu lại vào đó. Một lần nữa,
Hãy thay đổi bản thân bạn. Sự thật là có một cách thay đổi bản thân để người khác thay đổi. Đó là chúng ta thay đổi cách mà mình đối xử với họ. Từ một kẻ cần thay đổi thành một người đã đổi thay. Hãy đối xử với họ như thể họ đã thay đổi, rồi bạn sẽ thấy sự khác biệt. Thứ ba, dành thời gian lo lắng cho những thứ chưa xảy ra. Ai cũng có một mái nhà để tìm về. Riêng tâm trí chúng ta có tận hai nơi. Một là những lỗi lầm trong quá khứ, và hai là những nỗi lo trong tương lai. Giây phút nào mà bạn còn cho phép tâm trí nằm bẹp ở hai cái hốc đó, bạn sẽ không thể tận hưởng được ánh sáng của hạnh phúc trong hiện tại. Biết lo lắng là tốt, song cũng có hai loại lo lắng. Lo lắng có ích và lo lắng vô ích. Sự lo lắng có ích giúp bạn bảo toàn tính mạng, hành động cẩn thận hơn để tránh những sai lầm không cần thiết. Còn lại đều là những nỗi lo vô ích, đừng để chúng trở thành thói quen lãng phí thời gian của bạn. Thứ tư, tán gẫu, nói những chuyện không mang lại lợi ích. Việc trò chuyện, kết nối là điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, trừ phi bạn muốn tự kỷ. Song, các chủ đề trò chuyện cũng rất quan trọng. Nếu không khéo, đây sẽ không chỉ trở thành thói quen lãng phí thời gian hàng đầu, mà còn tạo ra khẩu nghiệp không tốt cho bạn. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi cơ hội kết nối trong cuộc sống đều rất quý giá, vì không ít thì nhiều đều chiếm thời gian của bạn, vốn quý giá hơn. Vậy tại sao không biến chúng trở nên có ích hơn? Thay vì cười chê, hãy khích lệ. Thay vì nói xấu, hãy ngợi ca.